Cảm xúc mùa hè Quảng Nam 2022, cùng với biển xanh, cát trắng, đồng quê xanh mát, miền đại ngàn hùng vĩ, cùng thỏa sức dạo phố, chèo thuyền, đạp xe, bơi lội, mua sắm, chơi góp, vi vu đây đó, hòa mình vào các lễ hội biển, lễ hội thời trang. Nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn đang chờ bạn. Săn điều shop khung giờ vàng tại fanpage Visit Quảng Nam lúc 11 giờ đến 13 giờ và 16 giờ đến 19 giờ từ ngày 1 tháng 6 2022 đến ngày 8 tháng 6 2022 hoặc khi hết khuyến mãi. Tour 4 ngày 3 đêm, khách sạn 4 đến 5 sao, bao gồm vé máy bay từ Hà Nội, Sài Gòn chỉ từ 4 triệu đồng một khách. Tour góp 3 ngày 2 đêm, khách sạn 4 đến 5 sao, bao gồm vé máy bay từ Hà Nội, Sài Gòn chỉ từ 4.800.000 đồng một khách. Gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, khách sạn 4 đến 5 sao chỉ từ 1.200.000 đồng một khách. Quảng Nam đang chờ đón bạn. Hè rực rỡ, nghỉ dưỡng như mơ.